Rồi. Để chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì các bạn vui lòng lấy cái tân ngữ trong câu đề xuống làm chủ ngữ. Được chưa? Mà cái này nó có hai tân ngữ cho nên nó sẽ có hai cách. Được chưa? Bây giờ tân ngữ này là người đúng không? Còn tân ngữ này là vật. Được chưa? Thì đối với tân ngữ người thì me thì đổi thành gì các bạn? Chủ ngữ đổi thành gì? Ai thầy ha? Ai? Rồi, thầy nói với bạn rồi, câu bị động viết lại thì bước đầu tiên các bạn phải xác định cái gì trước? Chắc chắn là luôn luôn xác định cái gì? Cái thì. Rồi sau đó các bạn sẽ xác định gì? Xác định cái chủ ngữ hả? Tân ngữ như thế, tìm cái tân ngữ. Đầu tiên là xác định nhìn thầy đó chính là câu này thì gì đúng không? Dấu hiệu rồi, nó sẵn nè. Và bước thứ hai đó chính là các bạn vô lòng tìm cái tân ngữ. Mà trong câu này có hai tân ngữ thì chơi cái này cũng được. Mà để gọi là dễ mình sẽ lấy tân ngữ người hay vật. Người đúng không bạn? Thì người ở đây ha. Được chưa bạn? Rồi bị động thì phải có gì? Bị động thì phải có be. Được chưa? Mà be của thì gì đấy? Quá khứ thì be của nó là was hoặc là were. Mà ai thì phải ai? Was. Rồi bước thứ ba là tìm cái gì? Động từ. Được chưa bạn? Trong câu này động từ là gave. Được chưa? Thì cục ba của nó là gì các bạn? Không lại thôi. Given. Rồi I was given là tôi được tặng hoa. Đúng không bạn? Flowers. Mà cái này mình có tu gì không các bạn? Cái này mình có tu gì không? Không. Last night thì như thế nào? Như mình là last night. Chữ thi mình có biết chữ by không? Có không các bạn? Có chứ. Vậy thì mà là by trước hay là last night trước? By trước. Hồi bữa thầy dạy các bạn cái câu thằng chú gì? Vỡ bò tái đúng không? Đầu tiên là nơi chốn trước nè. Rồi gì nữa? By nè và cuối cùng là thời gian. Nhớ thầy thời gian nó như thế nào các bạn? Luôn luôn đứng cuối cùng chúng thầy. Rồi chơi thì này thầy by. Nhưng mà được by thi á không được. Thì là chủ ngữ được mà sao bay phải là tân ngữ mà bay gì? By him. Rồi last night vậy thầy. Cái này thì nhắc lại các bạn ha, last night. Rồi nhưng mà cái thứ hai đó chính là lấy vật xuống trước đúng không? Thì này là vật đúng không? Đi xuống trước flowers. Rồi bước thứ hai đó chính là phải có bị động. Phải có to be. Be của nó là was hay were các bạn? Bởi vì sao các bạn? Why là nhiều rồi đúng không các bạn? Đó ok. Thì I was nhìn hoa. Càng xuống nhiều này càng ép nè. Thì nó phải là were. Rồi viết lại were given. Hoa thì nó được tặng, nó được tặng tôi hay xong được, tự nhiên bạn viết vô này là chết rồi. Hoa được tặng tôi cũng được, là hoa phải được tặng cho sao bởi tôi hả? Câu này là anh ấy tặng hoa cho tôi mà, thì tôi được tặng hoa thì nó lại là hoa được tặng cho tôi chứ sao mà bởi tôi, đúng không? Hoa được tặng cho tôi thì cho nó thì dùng từ gì? To. Được chưa các bạn? Và viết lại by him last night. Thì cái này ôn lại cho các bạn ha. Đó, thì cái này dễ rồi thì các bạn về nhà coi lại giùm thầy. Rồi thì mình tiếp tục mình sẽ làm những câu còn lại bữa giờ mình chưa sửa. Dạ. Cái phần bị động thì dạy nó kỹ các bạn rồi nha. Rồi một buổi thầy sửa các bạn tới câu số mấy? Câu số 10 đúng không? Câu số 10. Câu 9 chứ thầy lộn. Câu 9 đúng không? Nhưng mà nhắc lại một số từ vựng thầy nha. Cái sample là gì các bạn? Các bạn coi nè. Sample là gì các bạn? Cái đề đúng không? Literature là môn gì? Môn văn. Ủa? Trong một bữa thầy gửi video em coi chưa? Coi đưa thầy coi sửa chưa? Coi rồi xong cái từ vựng gì chưa nhé em? Rồi cái này tôi chưa coi rồi còn gì nữa? Để coi chưa? Coi rồi bài chép đâu? Coi mà không chép là sao? Coi mà không chép là làm sao? Bây giờ nếu mà em không chép thì làm sao mà em có kiến thức em coi lại? Rồi những bài này em coi video chắc là đã coi video chưa? Em coi sau phút này em chưa sửa, câu số 3, câu số 4 em chưa làm. Rồi em làm sao tập lưng này các bạn em thấy chưa? Em sửa là sửa gì kỳ vậy hả? Em biết cái gì đây? Sửa gì mà ẩu tả kinh khủng luôn á. Rồi em coi bài rồi em có chép những kia không? Em không chép trong khi các bạn ai cũng chép hết. Lần này là cuối cùng em nghỉ nha. Lần sau nghỉ là thầy cho nghỉ luôn đó. Trời đất ơi, đã nghỉ là cho coi video lại rồi. Mà coi mà không tới nơi tới chốn nữa. Rồi nhắc lại thầy cái sample là gì mới đó. Cái đền literature là môn văn. Thì cái này không gì là đền môn văn mà gì là gì các bạn? Văn hiến quốc tự giác. Được chưa? Rồi nhắc lại chữ phao là gì các bạn? Nhắc lại giùm thầy. Chữ phao động từ bình thường thôi, nó là gì các bạn? Đó về nghe có từ vựng với thầy chứ. Xây dựng hả? Thành lập. Quá khứ và cụm ba của thành lập là gì? Phao gì?
phao điệp cho bạn thêm đi điểm thế, được chưa? Nhưng chữ phao này nguyên mẫu nó mang nghĩa thành lập, nhưng mà nó vô tình lại là quá khứ của ba của từ gì? Từ find. Thì từ find nó mang nghĩa là gì các bạn? Tìm, được chưa các bạn? Tiếp tục thầy, grow là gì? Sao mấy đứa này ngủ với ta? Học từ vựng bữa giờ trong khi từ này từ cơ bản mà mấy đứa kỳ vậy? Học cho đẻ sao quên sạch hết là sao? Là gì mấy đứa? Trong. Rồi quá khứ của nó là gì? A group, cục ba của nó là gì? Cục ba của nó là gì? Thầy kêu gì nhà học chứ từ thứ tư tới giờ rồi. Rồi các bạn thêm chữ N vào. Rồi tiếp tục thầy có S plan là gì các bạn? Không gì là kế hoạch, mà phải cái gì kế hoạch? Thầy kế hoạch. Rồi nature reserve là nơi đâu? Ở khu bảo tồn gì? Thiên nhiên. Conservation là cái sự gì? Sự bảo tồn. Về nhà phải học từ vựng sẵn với thầy đó chứ. Feed là gì? Cho ăn, không phải đồ ăn các bạn. Feed, cho ăn. Nó là quá khứ và cụ ba. Feed là gì? Fed, các bạn bỏ chữ E giùm thầy thôi được rồi. Rồi, tiếp tục thầy, construct là gì các bạn? Xây dựng, nó đồng nghĩa từ gì xây dựng? Build. Rồi among, những cái từ này những từ rất là cơ bản. Among là gì? Giữa nè, hoặc là gì? Trong số. Rồi spotlessly clean. Clean là sạch nè, còn đây sạch gì các bạn? Sạch bóng, được chưa? Sạch không tìm vết. Rồi, tiếp tục như thầy. Village là nơi nào các bạn? Village ở đâu đây? Cái làng, được chưa? Storm là gì? Cơn bão, được chưa? Hit là gì các bạn? Đánh hoặc là... Hồi bữa thầy nói là cái ngôi làng của chúng tôi nó sắp bị cái gì đó bởi cơn bão, nó sắp bị đánh hả? Người ta có thể không gì tàn phá thì gì từ nhân gì nhanh gọn các bạn. Tấn công. Rồi các bạn bữa giờ thầy giải thích từ vựng các bạn rồi, các bạn có chép từ vựng ở trong tờ giấy không vậy? Và ghi chú từ vựng rõ ràng như thầy chứ. Và chưa gì là thấy là từ thứ tư tới giờ, thứ năm, thứ sáu là sáng thứ bảy là chưa gì thấy là không có thấy con từ vựng rồi đó nha. Là kiểu này là chết nha. Ngáp đi ngáp dữ vậy Phước. Ôi trời đất ơi. Ngày nào cũng lên nhắc nha. Mấy đứa học kiểu này là thầy dạy tán lớp á. Bởi vì thầy dạy là tao có hứng thú thầy dạy tán lớp. Học gì ngủ gì mấy đứa. Làm đợi mấy đứa, hỏi mấy đứa từ vựng thì ít nhất là thầy đang dò từ vựng mấy đứa thì mấy đứa phải tự nhớ chứ, rồi nhìn vô tờ giấy nói làm gì. Rồi câu số 10. Rồi thầy nhắc lại các bạn, bước đầu tiên các bạn sẽ xác định gì? Một cái câu trắc nghiệm nha, bây giờ thầy nói các bạn, nó sẽ có hai cách làm bài bị động, một cái bài trắc nghiệm và bài tự luận, đúng không? Cái phòng trắc nghiệm thì bước đầu tiên xác định gì? Bước đầu tiên luôn luôn là xác định cái gì mấy đứa? Cái thì. Trong câu trắc nghiệm nha, bước đầu tiên xác định thì, bước thứ hai xác định gì? Chủ ngữ là xong. Được chưa các bạn? Đó. Còn trong câu bị động á, thì mình xác định gì? Bước thứ hai mình xác định cái tân ngữ để mình đổi nó thành chủ ngữ, được chưa các bạn? Đó, bị động nó sẽ có hai câu đó các bạn ha, trắc nghiệm và tự luận. Thì trong trường hợp này là cái phần trắc nghiệm thì các bạn chỉ còn xác định chủ ngữ được thôi, được chưa? Thì câu này chủ ngữ là gì các bạn? His books vẽ ra nhiều, nhiều rồi. Mà câu này là thì gì? Từ gì các bạn? Làm sao biết? Ago, thì chắc là quá khứ. Mà chủ ngữ số nhiều thì to be của nó sẽ là were, được chưa các bạn? Word thì word gì đây mấy đứa? Rồi, steal là gì? Bữa thầy nói chưa mấy đứa? Chưa, steal đó là trộm. Nói chứ trời. Thầy nhớ là nói rồi chứ, steal. Rồi thầy nói với bạn đó chính là trong vở của mình nó sẽ có một cái phần. Đó chính là phần gì? Ở phía sau vở. Phần gì các bạn? Đúng rồi, đi ghi lại những số động từ bóc quy tắc. Được chưa? Steal. Quá khứ của nó là gì đó các bạn? Stole. Và câu 3 phải là stolen. Cái này ghi chú vào thầy, học viết vào em. Thầy kêu là những cái tự động từ bắt quy tắc này em viết ở đâu? Em viết ở phía sau quyển vở đó. Cái phần bị động trên trường giáo viên giảng có hiểu không? Em tên gì? Nói chung là bị động hiện tại chưa hiểu. Thì cái này phải coi bài sau thôi.
chứ bây giờ không thể nào giải thích cho mình em được. Giờ ngày hôm nay học được hiểu được nhiêu thì hiểu. Xin trễ quá mày biểu. Nhưng mà hiện tại là em đang không có gì đó, là em bắt đầu từ con số âm luôn rồi đó. Cho nên là để mà theo kiểu lớp này á, thì nó là một vấn đề. Nhưng mà nếu mà so với cái lớp này, so với những cái lớp khác mà em học á, thì chắc là em không thể. So với lớp này lớp kia thì chắc là em có khả năng em theo lớp này hơn là những cái lớp trên trường em hay là chỗ khác. Bởi vì những cái lớp đó người ta chạy rất là nhanh, còn thầy thì dạy rất là chậm. Cho nên là để theo kiểu được như lớp này thì thầy sẽ gửi video cho em dần dần, em coi giùm thầy. Được chưa? Trong quá trình xem có gì thắc mắc thì hỏi thầy liền. Được không? Đó. Và quan trọng một cái học thầy đó chính là em phải thật sự là siêng năng và chăm chỉ. Sau một khoảng thời gian, sau một tuần mà thầy cảm thấy là em không có bất kỳ một cái động thái nào thì thầy không nhận em nữa. Được chưa? Hứa thầy được không? Muốn tiếp tục như lớp này thì phải như vậy thôi. Các bạn khác cũng như vậy nha. Đó. Rồi, thì thấy nhắc lại chữ steal bạn nghĩ là gì các bạn? Ở trộm, quá khứ của nó là stole, cùng 3, quá khứ mà. Quá khứ của nó là dùng stole và cùng 3 của nó là stolen. Rồi, thì bây giờ các bạn chia thầy thôi, chắc chắn là cái này chụp số nhiều quá khứ rồi, chụp to be là gì? To be của quá khứ là gì các bạn? Were hoặc là was mà nó ít hay nhiều? Nhiều to be là were, thì were vậy thôi. Was stole hay stolen? Tại sao phải stolen không được stole? Verb 3 của nó là stolen, mà bị động phải dùng verb 3. Còn stole là chỉ dùng cho gì thôi? Quá khứ cụ thể là quá khứ đơn. Em phải nói đúng là phải là quá khứ đơn nha. Ok. Bởi vì trong quá khứ dùng một ba không? Có. Được chưa các bạn? Ok. Rồi tiếp tục thầy, thì con này gì là gì các bạn? Cả lớp gì thầy coi? Cuốn sách hả? Cuốn sách là một cuốn hả? Những cuốn sách của đấy đã bị trộm. À tuần trước. Rồi tiếp tục thầy có số 11. Rồi câu này bắt các bạn chia hai cái các bạn ha. Rồi vô nè. Nhà của tôi with gì đó in the storm. Cũng là chữ storm này nè các bạn. Storm là gì? Bão rồi. Rồi chơi ngôi nhà của tôi. Phải with là chữ with là gì là cái mà các bạn ha. Ngôi nhà của tôi. Cái mà thì cái này có bị động á. Thì các bạn phải gì cái mà bị động thì các bạn thêm như này hai, một trong hai từ gì? Bị hoặc là đã hả? Bị hoặc là gì? Ví dụ trong trường hợp này tôi bị tặng hả? Trong quá trình dịch bị động, một là gì? Bị, hai là gì? Được. Sự khác biệt giữa bị và được là gì? Bị thì tiêu cực, còn được là tích cực, đơn giản là thôi. Thì trong trường hợp các bạn thấy bão rồi, chắc chắn là nhà của tôi thì nó đã bị cái gì đó trong cơn bão. Thì các bạn chịu đó nó đã bị gì đây? Mới có thể bị tàn phá, bị phá hủy trong cơn bão. Phải tập dự đoán cái thầy nữa. Ok, rồi thì câu này. Nhưng mà quan trọng là thầy nói bạn bước đầu tiên luôn xác định gì? À, cái thì. Đúng không ạ? Mà bây giờ cái câu này thì gì đây? Cái mà bị phá hủy trong cơn bão. Thì các bạn nghĩ câu này có dấu hiệu gì không? Thì phải tập suy luận câu này thì gì? Thì bạn nghĩ câu này thì gì? Suy luận ý, bữa giờ mà không có mấy thì gì mấy? Vậy các bạn chỉ còn 3 dấu mốc. Hiện tại, quá khứ, tương lai. Thì các bạn nghĩ là nhà bị phá hủy thì hiện tại, quá khứ, tương lai đó. Thế chắc là cái việc mà bị phá hủy thì như nào rồi? Ở trong quá khứ rồi. Thì câu này thì gì? Quá khứ đơn. Được chưa các bạn? Rồi quá khứ đơn thì to be của nó là gì? Was were. Thì sau cái bước xác định thì là bước thứ hai xác định gì? Cái này nó phải câu tự luận đâu mà tâm ngữ. Xác định gì các bạn? Câu đây một câu trắc nghiệm á, phải? Chủ ngữ như thế. Thì câu này chủ ngữ là gì? My house is ít hay nhiều? Is cho nên to be của nó sẽ là gì? Ủa xong được is. Cái này quá khứ, được chưa các bạn? Rồi, thì cái này sẽ là wish gì các bạn? Wish was. Rồi, destroy, không biết nghĩ nó là gì, nhưng điều đó là gì các bạn? Tàn phá, mà trong phim destroy là cái từ nó cơ bản nhất nha các bạn. Đó, ok các bạn ha. Rồi, nhưng mà có biết cục ba của nó là gì không? Không, thôi thì như thế nào các bạn? Thì mới đi, được chưa? Wish, destroy. Được chưa? Đó, thì có thể là trong quá trình các bạn làm bài, các bạn không biết từ vựng gì hết trơn. Nhưng mà các bạn vẫn có thể làm được. Rồi, dịch nè. Ngôi nhà của tôi. Chủ quyết sẽ dịch là gì các bạn? Cả lớp cũng dịch thầy coi. Cái ngôi nhà của tôi. Cái mà đã bị quá khứ phải dịch đã thôi chứ. Cái mà đã bị tàn phá trong cơn bão. Cái gì đó
tuần sau. Thì tuần sau chắc chắn dấu hiệu của gì rồi? Tương lai rồi. Tương lai thì có mấy dạng, mấy cách nào để dùng tương lai? Có mấy cách? Hai cách gì con? Nói thử cho con. Con nói to sai thì sửa cho con, cứ nói đi. Cái đầu tiên là tương lai thì mình sẽ dùng hai cách, ví dụ đúng không? Ý là có hai cái để nói tương lai đó. Cái đầu tiên là gì con? Thì con nói to thầy chứ nghe. Không biết là cách nào để dùng nói về tương lai á. Ví dụ thì nào, ví dụ hiện tại đơn dùng tương lai hay không hay chẳng vậy. Đó, thì con nói thử coi hai cái đó trong tương lai là gì? Will, đúng rồi, chính xác. Rồi gì nữa con? Is going to, còn có hai cái hả? Còn cái nào không? Là be going to là cái thứ hai rồi đó, còn cái thứ ba nữa đúng không? Hiện tại tích diễn nói về tương lai, mà hiện tại tích diễn nói về tương lai thì hành động nó đã có gì đấy, kế hoạch từ trước, đúng không mấy đứa? Đó, ok ha. Rồi thì nếu mà nói tương lai thì nó có mấy cách? Ba cách, được chưa? Be going to và hiện tại tích diễn nó có chung một điểm, đó chính là những bạn dùng để nói một sự việc nó sẽ xảy ra trong tương lai, mà nó như nào, có kế hoạch. Còn nguyên thì có kế hoạch đâu? Thì nó như là chỉ duy nhất là nó như nào không ạ? Xảy ra tại thời điểm nói và nó mang tính bất chợt, còn không có dáng là dự đoán, được chưa các bạn? Đó, ok ha, rồi ổn rồi ha. Rồi thì câu này thì các bạn coi, thì chắc là sử dụng một trong ba cái, thì các bạn nghĩ sẽ chọn gì? Nó, ngôi nhà của tôi nó sẽ được gì đấy, sẽ được rebuild. Thầy có rebuild là gì? Xây, vậy re là gì? Thì ví dụ thầy có repeat, return. Re là gì các bạn? Là lại đó, lặp lại đó. Rồi chứ vậy rebuild là được xây gì? Được xây lại là tung sống. Ngôi nhà của tôi nó đã bị tàn phá vào, nó đã bị tàn phá, nó sẽ được xây lại vào tung sống. Thì các bạn nghĩ cái này nó có kế hoạch không, và đặt câu hỏi như vậy. Thì cái việc mà xây nhà lại nó có kế hoạch không? Thực tế câu này các bạn chọn will hoặc là be going to cũng được, được chứ các bạn? Nhưng mà chuẩn nhất nó vẫn có thể là be going to dùm thầy nha. Ok ha. Rồi thì câu này chi dùm thầy be going to thì be, to be của nó sẽ là gì mấy đó? Is, đúng không? Một ngày nhé mấy, is gì? Is going to gì? To be rebuild. Nhưng mà cuộc bài có build là gì? Các bạn bỏ đờ thánh tớ, được chứ? Rebuild như vậy là sao? Có khó lắm không mấy đứa? Các bạn chỉ còn là gì thôi? Đây là kiểu như được xem như là câu trắc nghiệm thôi. Đây được xem như là câu trắc nghiệm rồi đó. Thì bước để làm đó chính là bước đầu tiên luôn luôn xác định cái gì? Làm sao xác định cái thì? Dấu hiệu. Hiện tại các bạn lớp 10 thì cơ bản thì thường nó sẽ có dấu hiệu cho các bạn. Rồi các bạn ha. Rồi nhưng mà ví dụ trong câu này nó có dấu hiệu không? Ví dụ như được tàn phá, bị tàn phá nó có dấu hiệu không? Phút này có dấu hiệu không? Không. Thì nếu mà không dấu hiệu phải tự gì? Suy luận. Phải đoán nữa. Tự suy luận như thầy luôn. Đoán là chưa chắc chắn, suy luận là chắc chắn rồi. Được chưa? Và bước thứ hai là coi giùm thầy cái gì? Chủ ngữ. Rất là quan trọng các bạn ha. Đó, chủ ngữ thì phải chi đầy đủ thầy, ít nhiều thôi. Ok các bạn ha. Rồi. Câu số 12. Rồi chữ select là cái từ các bạn biết chưa? Các bạn chơi game có bao giờ thấy chữ select không? Không luôn, không biết nghĩa cả nó. Nhưng mà chắc chắn con này bị động rồi. Nhưng mà chưa biết thì nào thôi. Thì dịp này nha. The students là gì? Con này cũng khó nha, bởi vì các bạn không có từ vựng. Một khi các bạn không có từ vựng cái là các bạn không biết là câu này nó đang dùng thì gì. Thật sự là khó các bạn ha. Bởi vì từ đầu cuối nó có gì câu thì nào của hiện tại đơn gì không? Có thì nào hiện tại tích diễn dấu hiệu không? Cái hiệu quá có đơn gì không? Có tương lai gì không? Cũng không có rồi luôn. Cho nên chỉ còn cần một cách, chỉ là gì thôi các bạn? Suy luận. Mà suy luận, để suy luận được thì các bạn phải hiểu ý nghĩa câu. Mà để hiểu ý nghĩa câu thì phải có từ vựng. Các bạn thấy không? Sàng qua sàng lại thì nó cũng chịu là chung quy là một cái là phải có từ vựng thì mới làm được bài. Mà trong khi là các bạn thầy cho từ vựng rồi mà các bạn học có học, thì coi như là nó cứ dậm chân tại chỗ, dậm chân tại chỗ. Rồi sau một khoảng thời gian nó tù lại là không biết cái gì luôn. Có thể là ngữ pháp tốt nhưng mà từ vựng không biết thì nó cứ lẹt đẹt 3-4 điểm. Công nhận không các bạn? Đó, cho nên thầy nói các bạn một lần nữa, ngày nào cũng lên nhắc, vui lòng học từ vựng, thật sự là xin học từ vựng với thầy. Mấy môn khác thầy không biết là giáo viên bắt các bạn làm gì, nhưng mà riêng môn này phải luôn thường xuyên học từ vựng. Được chưa? Rồi thì câu này chỉ dẫn là học sinh của gì đó không biết rồi, tính sao? Những, nhưng mà một học sinh hay nhiều học sinh? Nhiều học sinh các bạn gì là những, như thầy? Những học sinh của cái trường gì đó chắc chắn là những học sinh của trường nào đó rồi, được chứ? Những học sinh của trường nào đó thì nói gì đây? Những học sinh thì nó phải gì các bạn? Thì bị động mà, thì bạn ít nhất phải gì cho thầy có từ gì trống? Bị hoặc là được, học sinh thì bị hay được? À, được đi. Những học sinh ở trường đó được cái gì đó, các bạn cố gắng tập này nha. Từ nay các bạn sau các bạn học thầy á, cái từ nào á mà các bạn không biết nghĩa thì các bạn cứ thêm cái gì đó là được rồi.
được chưa, để mình tưởng tượng ra chút xíu. Những học sinh của trường đó được cái gì đó từ exam là gì? Từ thì phải biết exam chứ trời, từ những kỳ thi all over the country là gì? Trên toàn country là gì? Trên toàn gì? Trên toàn quốc, trên toàn quốc. Được chưa các bạn? Thì kiểu như là các bạn gọi là chắc lọc được những cái từ vựng gọi là lỗm chởm đúng không? Thì các bạn hiểu câu này là gì? Hiểu nôm na bằng tiếng Việt thôi. Bởi vì từ vựng mình đâu biết đâu, ví dụ như là cái cộng này, nhưng mà mình chắc chắn biết cái này là giữa bạn là trường đúng không? Được chưa? Bởi vì khoa này thấy không? Là ngoài siêu luận như vậy. Rồi, mình biết chắc chắn là cái này phải được. Cái này là từ local, có thể các bạn biết nghĩa, kệ cũng được. Các bạn biết chữ local nó nghĩa là gì không? Không biết cái này đó, bỏ, ok. Nhưng mà mình biết gì exam chứ, đúng không? Exam là kỳ thi rồi, được chứ. Nhưng mà cũng phải biết chữ country chứ, nhưng phải biết chữ all chứ. Tất cả đất nước là gì thì hiểu nó là khắp toàn quốc. Khắp đất nước là toàn quốc. Thì bắt đầu là mình chắc lọc những cái từ lộn chậm không biết. Thì mình hiểu năm nay câu này là gì? Là những học sinh của trường gì đó được cái gì đó từ từ những kỳ thi toàn quốc. Thì các bạn nghĩ là những học sinh trường này nó được cái gì từ những kỳ thi toàn quốc? Nó được gì? Được gì? Dự thi là mình chủ động dự thi, sao mà được dự thi? Được gì? Đúng rồi, được chọn. Hiểu không? Đó thì phải tập dự đoán nghĩa. Và dự đoán câu này nó đang mang ý nghĩa là gì, hàm nghĩa là gì. Phải tập như vậy. Đối với trường hợp mình không có nhiều từ vựng mà, đúng không các bạn? Đó, ok, thì hiểu nó mang là gì? Có thể là mình dự đoán chữ select. Giả bộ mình không biết chữ select nó mang nghĩa là gì, nhưng mà lúc mình giả bộ các bạn dự đoán nghĩa là chọn đi. Thầy có nói với bạn chữ select là nghĩa là chọn chưa nha. Nhưng mà ít nhất là các bạn đọc câu, các bạn đoán nghĩa chữ select là chọn thì nó nghĩa cũng ổn. Thì cái đề đó không nhất thiết bạn phải biết nghĩa, được chưa? Rồi những học sinh của trường đó được chọn từ những kỳ thi trên toàn quốc. Thì câu này các bạn sẽ nghĩ thì gì? Những học sinh của trường nào đó được tuyển chọn từ những kỳ thi trên toàn quốc. Thì kiểu như thì chắc câu này bị động rồi đúng không bạn? Quan trọng là xác định thi thôi. Câu này chỉ còn hiện tại, quá khứ, tương lai. Hiện tại, quá khứ, tương lai. Cái này có tương lai không? Được không? Nhưng mà các bạn coi, trong trường hợp này đã biết học sinh nào chưa? Các bạn, trước khi các bạn trả lời, các bạn phải kiểu như là động não trước, đừng có kiểu như thầy nói, có hay không? Có. Không được. Các bạn phải động não các bạn mới trả lời. Các bạn đã biết học sinh nào chưa? Sao biết? Có chữ tớ. Mà thầy nói bạn xô qua chữ tớ chứ. Có chữ tớ là như thế nào? Là đã xác định được đối tượng nào rồi, đúng không? Thì đã biết học sinh nào chưa? Được chứ các bạn, thì cho nên câu này là cụ thể chung chung. Cụ thể. Nếu mà cụ thể thì hiện tại đơn mình có dùng không? Hả? Bởi vì thầy nói các bạn hiện tại đơn là nó sẽ nói những cái mà nói gì đây? Chung chung. Được chứ các bạn. Đó, cho nên có thể mình loại bỏ thầy gì? Hiện tại đơn. Nhưng mà chắc chắn có thể là hiện tại tiếp diễn không? Có dấu hiệu hiện tại tiếp diễn. Nếu mà hiện tại tiếp diễn chắc chắn là sẽ dấu hiệu cho bạn, mà cái này có dấu hiệu hiện tại tiếp diễn không? Không có cái nào hết trơn, cho nên là bỏ hiện tại. Rồi, câu này nó chỉ có thể là quá khứ hoặc tương lai. Được chưa các bạn? Đó, các bạn ha. Rồi, nhưng mà đã biết trường, học sinh của trường nào chưa? À rồi. Được chưa các bạn? Đã xác định rồi. Cho nên cái việc tuyển chọn đã xong chưa? À rồi chứ. Ok các bạn ha, cho nên phải tập suy luận như vậy. Ok các bạn ha. Đó. Rồi thì câu này nó sẽ là quá khứ. Ok ha. Rồi thì câu này các bạn chia thầy coi the students of the gì đó. Thì quá khứ chia thầy coi đây là ít hay nhiều? Nhiều. Nào sẽ biết. Ờ có S nè, thì chia là gì các bạn? Were gì đây? Select gì không biết cục ban của nó thì chỉ có gì thêm gì thôi các bạn. Đi rồi xong thôi. Được chưa bạn? Đó xong. Những học sinh của trường này đã được tuyển chọn từ những kỳ thi địa phương trên toàn quốc. Các bạn học thầy tính từ local nha. Local là gì? Địa phương. Cái từ này là phải biết đó nha. Bây giờ thầy có local brand. Brand là gì? Brand á? Brand mấy đứa có biết brand không? Hãng á, mấy đứa nói chung là gọi là những kiến thức xã hội là hiện tại các bạn còn thiếu nhiều quá nha. Cho nên thầy mong các bạn á, lúc mà thầy ở đội của mấy đứa thầy biết nhiều lắm,
thật sự. Cho nên là bởi vì thầy rất là thích đọc báo, thầy rất thích là xem thêm thông tin, thì nhờ việc đó là thầy mới có kiểu như là biết nhiều cái vốn từ cũng như là thông tin. Cho nên thầy mong các bạn bên cạnh việc học trên trường, thầy thấy các bạn học ở trên trường nó quá là bị động và nó quá là kiểu như là nó chẳng giúp ích được gì cho tương lai các bạn, thật sự là như vậy. Cho nên thầy muốn các bạn á, là bên cạnh việc học trên trường là các bạn nên đầu tư vào bản thân của mình. Hiện tại mình đang đầu, nên còn đầu tư là những cái gì? Kiến thức xã hội, những thông tin, hoặc là những cái kiến thức thưởng thức, là những cái kiến thức ví dụ như thế nào gọi là kiến thức thưởng thức, ví dụ như là Phnom Penh là thủ đô của nước nào, cái đó là biết gọi là một cái ví dụ đơn giản của gọi là kiến thức thưởng thức, được chưa? Cho nên thầy mong các bạn là phải tập, đó chính là đọc báo, đọc những cái thông tin khoa học thường xuyên, được chưa? Để mình kiểu như làm giàu cái kiến thức của bản thân mình, được chưa? Nhá, chứ thật sự là đây là lời khuyên cho thành của bạn đó, bởi vì hiện tại các bạn học như vậy là sau này các bạn ra đời là các bạn không gọi là tốt được đó nhá. Rồi thì câu này là thầy dùng là word các bạn ha. Rồi thực tế câu này nó có thể sử dụng ở một số thi khác, nhưng mà nhiều một số thi này các bạn chưa học cho nên tính sau cũng được, nhưng mà trên tinh thần câu này thầy chọn quá cái đơn là đẹp và không, thầy chưa động từ select là gì mới đó. Select là gì học thầy thầy dùng với nó rồi. À, chọn, tuyển chọn, như trước bạn thầy, select, chọn, tuyển chọn. Cái trang cuối cùng là dùng để làm gì? Đó dùng để viết gọi là những cái động từ bất quy tắc. Còn bây giờ từ vựng thì em viết vào phở giúp thầy. Và chữ local là gì, nhắc lại giúp thầy? Ở địa phương. Rồi sẵn không thầy cái từ academy luôn, học viện. Các bạn thấy một câu mà thầy sửa các bạn gần 10 phút, các bạn thấy ghê không? Là sửa là làm sao cho các bạn biết cách bạn suy luận, chứ không phải là à câu này cô nghĩ, thầy nghĩ là nên dùng quá khứ đơn, rồi cho nên các em tự chi quá khứ đơn nhé. Là không có phải, một câu trên trường giáo viên sửa mấy đứa trong vòng chắc 10 giây, đúng không? Nhưng mà phải phân tích cho các bạn hiểu à nó phải như thế nào. Rồi ok, bây giờ là cái phần khó khăn hơn, đó chính là trắc nghiệm thì còn có thể lụi được, còn tự luận là bí luôn, đúng không? Thì đề thi chắc chắn nó sẽ ra 1 đến 2 câu, mình thầy nghĩ nó sẽ 2 câu bị động. Được chưa? Rồi vô thầy nha. Bước đầu tiên, đối với cái trường hợp cái bài này á, thì các bạn cũng chắc chắn xác định cho thầy đó chính là cái thầy. Làm gì làm cũng xác định cái thầy. Được chưa các bạn? Đó ok ha. Thì câu này chắc chắn bước số 1 chắc chắn là thầy gì rồi, nó có gì từ gì rồi các bạn? Will rồi. Small rồi thầy biết rồi, nhưng mà nó chia sẵn rồi đúng không các bạn? Câu đề chia sẵn rồi. Thì này có will nè. Bước thứ hai, tự luận thì không còn xác định chủ ngữ mà xác định gì? Tân ngữ rồi, câu này tân ngữ là gì? Andy. Được chưa? Và bước thứ ba là xác định. Rồi chị thầy bây giờ thầy các bạn nhớ thầy nhà bước đầu tiên xác định thì. Bước thứ hai xác định tân ngữ để quăng tân ngữ làm chủ ngữ. Này tân ngữ là gì các bạn? Andy thì quăng nó làm chủ ngữ. Ok ha. Rồi. Bước thứ ba là các bạn coi chủ ngữ rất nhiều đúng không các bạn? Đó ok ha. Nhưng mà bây giờ mình có chữ will rồi thì phải Andy gì chứ? Will. Một khi đã có will có còn quan tâm chủ ngữ ít nhiều nữa không? Không, có cần chia is hay more gì nữa không? Không. Nhưng mà bị động thì phải có gì? Bị động thì phải có be. Mà will be có được còn phải will is hay more gì nữa không? Không, thì will be thôi. Rồi, bước tiếp theo là tìm động từ, điểm động từ gì nào đây? Biết. Rồi biết câu ba của nó là gì không? Biết nghĩa nó là gì không? Kể. Để chia kia còn thêm. Thêm đi. Rồi còn từ gì nữa? Biết thì biết gì đây? Biết gì mấy đứa? Tiếp tục viết tiếp theo như này nữa. Biết gì? Biết gì? Biết tu làm gì có? Trời ơi, tiếp tục chứ biết có từ gì biết sau nữa. Từ ốc thì biết ốc vào cho thầy chứ tự nhiên bỏ làm gì? Được chứ? Đó. Rồi nhưng mà phân tích nè. At the airport, airport là gì rồi? Sân bay là gì rồi? Nơi chỗ. Rồi thì nhớ thầy cấu trúc gì đây? Cái gì trước? Phở bò tái thì cái nào trước? Nơi chỗ. Bài. Thời gian. Để chơi thì cái này có thể là gì? Nơi chỗ là gì? Anywhere picked up at the airport là gì nữa? Bài. Can. Rồi tomorrow có thể viết tắt như thế này. Ra chứ. Chứ tự nhiên nãy con viết tu làm gì vậy không? Tu là khi nào các bạn? Khi nào mà tu? Khi nào có tu các bạn? Khi mà đúng với trường hợp trong câu bạn có hai gì? Hai tân ngữ mà câu này có mấy tân ngữ thôi.
một Ken sẽ, các bạn nghĩ đi, Ken sẽ gì đó Andy ở sân bay vào ngày mai tập dự đoán. Ken sẽ gì đó Andy, Ken sẽ gì đó Andy tại sân bay vào ngày mai. Một bạn dự đoán đón nè, tượng Ken mà chọn Andy làm gì con? Thì ở sân bay thì Ken nó sẽ làm gì ở Andy? Các bạn khác tập dự đoán thì có bị động gì hả? Có bạn trong là chủ động là phát biểu là chọn là ổn, chứ là đón là ổn. Cái dự đoán khác không? Hay là các bạn không dự đoán là đón? Các bạn nghĩ là từ đón nó phù hợp không? Ken sẽ gọi là chờ cũng được, ít nhất là dự đoán nghĩ cho thấy. Được chưa? Mà câu này trong là dự đoán chính xác. Được chưa? Thì học này chỉ pick up là dự vào đón. Đón này phải đón chờ nha. Đón là kiểu như là nó đáp sân bay là mình đón nó trở về. Được chưa? Ghi chú là chỉ pick up nha. Nhớ này, pick up là gì các bạn? Đón. Rồi, nhưng mà các bạn viết thêm này, pick up là đón đúng không? Rồi các bạn viết bên cạnh này chỉ pick thôi. Chỉ biết đúng mình thì nó là đang nghĩ là chọn, giống như là từ gì mới học. Từ gì mà chọn các bạn? A select, được chưa? Cho nên viết pick đồng nghĩa với select là chọn các bạn ha. Rồi câu số 2, tập dịch nghĩa này câu này cũng dễ nè. Cô ấy tặng cho anh ấy một hộp đầy sô-cô-la. Thì câu này chắc chắn nó có mấy tăng ngữ? Hai tăng ngữ. Tăng ngữ nào? Anh ấy và hộp sô-cô-la. Thì rõ ràng có hai cách. Nhưng cách nào dễ nhất? Người thì nói là tiếng Việt là gì? Phải nói tiếng Việt cho thầy trước. Anh ấy được tặng một hộp đầy sô-cô-la bởi cô ấy. Ra chứ. Rồi chắc chắn là bước đầu tiên xác định gì trước? Dịch nghĩa ha, rồi sau đó xác định thì. Thì gì đây, quá dễ rồi. Sao biết vậy? À, gay rồi. Được chưa bạn? Câu này nó không có dấu hiệu. Cho nên đối với các bạn nhóm này, tập nhóm này nha. Đối với cái trường hợp mà ở thì quá, ở gọi là câu tự luận, để xác định thì vui lòng nhìn vào cái gì? Động từ. Làm sao bạn biết động từ chỗ nào nó đứng sau cái gì? Chủ ngữ. Nhớ động từ sẽ đứng sau chủ ngữ, đơn giản vậy thôi. Cho nên không có dấu hiệu, nhìn vào cái động từ chỗ nào đứng sau chủ ngữ. Thì con này chủ ngữ nó suy chắc chắn động từ là gì? Gay. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Nhưng mà chắc chắn gay nó là gì rồi? Quá khứ rồi. Quá khứ của gì? Thì tương tự giống như con này chứ. Thì biết là thấy có hai cách. Cách đầu tiên là gì mày đó? Anh ấy. Nhưng mà có được viết là him không? Chủ ngữ him phải đổi thành gì? Hey. Mà quá khứ đúng không các bạn? He phải he gì? Was. Rồi, gave phải đổi thành gì? Given, he was given. Given có gì chứ? A box full of chocolate. By she hả? She phải đổi thành her. Bởi vì she là chủ ngữ, mà từ chủ ngữ sang tâm ngữ là her. Giúp thầy. Rồi cách thứ hai như thế này các bạn. Bởi vì giải thích nhiều rồi cho nên cách thứ hai như thế này luôn. Cách thứ hai thì lấy vật lên chủ ngữ nè các bạn. Vật là gì đây? A box of chocolate hả? A box full of chocolate. Như nào đây? Rồi cái này mấy thùng, mấy hộp? Một thì ít là nhiều. Bước thứ hai sẽ là chủ ngữ ít là nhiều chứ đúng không các bạn? Ít là nhiều, ít thì vẫn là gì các bạn? Was thì vẫn was gì? Nhưng mà was given hơn hả? Was given vật á, thì phải được tặng cho ai đó thì dùng chữ to gì? To her hả? To gì? To him. Rồi chứ, rồi gì nữa? By she hả? Nữa by her. Cho nên các bạn lạng quạng là các bạn given to her là chết nha mấy đứa. Phải to him. Cho nên nhớ giùm thầy, phải có cái bước dịch nghĩ giùm thầy. Và nhớ nghĩ thì nó phải bám sát vào câu đề. Được chưa các bạn? Đó. Cho nên là thầy hiểu các bạn, lúc mà thầy coi các bạn làm bài á, là thấy các bạn toàn là sai trên trời dưới đất không à. Được chưa? Dạ, câu số 3. The waitress brought him a big steak. Rồi, giờ không biết waitress là gì kệ nó. Big steak là gì cũng không biết kệ nó. Nhưng mà phải biết chữ brought là gì bữa đã nói chưa? Rồi, quên, xong phim. Rồi, ngủm rồi mấy đứa rồi, thấy chưa? Brought nó mang nghĩa là gì?
Dữ hả? Dữ là mệt luôn rồi á, rồi xong phim luôn. Ăn bữa giờ cũng học từ vựng luôn, cũng không nhớ cái gì luôn. Rồi chết rồi em ơi. Mấy đứa thấy không? Thầy hỏi mấy đứa bữa giờ mấy đứa học cái gì vậy? Là lời của thầy là gió thoảng mây bay đúng không hả? Là không giao bài tập cho mấy đứa là mấy đứa về nhà không có từ vựng luôn. Là không có một đứa nào tự giác học từ vựng luôn. Là coi như chắc hôm nay là bữa cuối của mấy đứa rồi đó. Là thầy không nhận lớp này nữa, bởi vì lười quá. Hồi xưa thầy nói chung hồi xưa giờ thầy dạy tăng lớp nhiều lắm. Cười gì hết thầy? Đúng không? Nói thầy chị Brock có nghĩa là gì? Mua là chết rồi. Nó không phải chị bót đâu mà mua. Rồi lật vỡ mà mới nhớ. Trời ơi, chết rồi. Broad nó là nghĩa là gì? Mang. Nhưng mà broad nó lại là gì? Chữ mang này, cái này nó phải nguyên mẫu chứ. Nguyên mẫu là từ gì các bạn? Bờ gì? Bring. Vậy thì broad nó là gì của bring? Quá khứ của ba của nó cũng là gì? Broad luôn. Sao là bro? Thầy vừa mới đọc cái từ đó mà còn đọc bro là cái gì? Broad. Nhớ quá khứ và cụ ba của bring đó chính là broad. Hôm bữa thầy đưa cho các bạn nguyên một lùi những cái động từ mà có hai ta ngữ phía sau chưa? Lật ra coi lại thầy coi. Là thầy cũng kêu các bạn quá khứ của ba của nó là gì? Rồi về nhà không coi lại là chết luôn rồi. Đúng không? Vậy đi học để làm gì trời? Mấy cái đứa này nói là thầy một số cái động từ mà bữa thầy cho các bạn là nó có hai ta ngữ coi. Từ đầu tiên là từ gì? Nói to lên. Rồi giờ tới giờ có một số bạn vẫn chưa tìm được chỗ nào luôn. Là về nhà coi lại bài đâu. Về tí nữa thì nhìn thầy nói mẹ. Kiểu này là chết. Rồi nói thầy một số cái động từ mà nó có hai tân ngữ, nói ra thầy coi. Từ gì? Ủa bữa mấy đứa có biết không? Có thì nói ra thầy coi. Buy là mua nè, quá khứ của nó là gì? Bought thôi. Ủa ghê luôn á. Quá khứ đó nó là gì? Bought nè. Rồi từ gì nữa? Tell, quá khứ của ba của nó là gì luôn? Mang nghĩ là gì? Nói hoặc là gì? Kể, tiếp tục. Send là gì? Gửi, quá khứ của ba của nó là gì? Send, tờ, tiếp tục. Hả? Cái gì nữa? Lại từ gì? Fit nữa hả? Thầy có cho mấy đứa chị fit không? Nhưng mà chị fit vẫn là cũng được xem là tân ngữ á, nó cũng hai tân ngữ á, ví dụ như là fit me right chẳng vậy, cho tôi ăn cơm nè. Được chưa? Đúng, chúng ta ăn cơm á thì fit nó cũng được gọi là có hai tân ngữ, được chưa? Nhưng mà thầy không có cho các bạn chữ fit. Từ gì nữa? Từ pay là từ gì? Pay là pay, mang nghĩa là gì các bạn? Động từ là gì? Trả, quá khứ của nó là gì? Paid, như thế này. Còn nữa không? Gì hết rồi đúng không? Còn từ gì nữa không? Give là từ gì? Show nữa nè. Show là gì mấy đứa? Cho xem, quá khứ của nó là gì? Show như thế nào? Cột ba của nó là gì? Thêm nè. Mang nghĩa là gì? Cho xem. Trời ơi, mấy đứa thật sự mấy đứa học chậm quá. Mà các bạn coi này, cái đề 2.2 mà bữa giờ là 3 buổi rồi mà chưa xong hai câu nữa. Bởi vì sao? Ôn lại kiến thức cũ cái là quên sạch à. Chắc chết với mấy đứa luôn á. Bring quá khứ là gì đây? Quá khứ và cụ ba của nó là nhắc lại. Rot. Học hành gì đâu, còn để nhắc lại không thôi.
Rồi thì câu này giờ không biết quay chia sẻ gì chịu thua, không biết stay là gì cũng chịu thua luôn. Thì câu này là còn như là mờ mịt với mấy đứa luôn, mà giờ chịu cross giờ không biết nghĩa cũng gọi là mờ mịt với mấy đứa luôn, mà chịu thua với mấy đứa luôn rồi á. Giờ từ vựng không có, ngữ pháp hỏi lại thì cũng không nhớ, thì học để làm cái gì nữa, thôi giải tán luôn cho rồi. Nản kèo dễ sợ luôn á. Mà thì mà thầy dạy tới lớp này là mấy đứa học trên trường mấy đứa theo không nổi đâu, là coi như là 3 năm cấp 3 của mấy đứa là mù mịt luôn á. Thầy để cho mấy đứa một cái pha cuốn sinh rồi thì mấy đứa phải biết gọi là tận dụng đi chứ. Quá là thất vọng. Mà đây không phải lần đầu tiên. Mà một khi mà các bạn có tiến bộ là thầy khen, đúng không? Tuần trước thầy có khen không? Có. Mà sao bây giờ cái là quên sạch thành sao? Mà cái này theo các bạn lớp 10 đó, thầy nói các bạn toán lý hóa là có thể là lớp 11, 12 các bạn không học những kiến thức lớp 10 nữa. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà môn tiếng Anh là cái này theo các bạn suốt 3 năm cấp 3 luôn. Mà sau đó là học cũng học nữa. Mà lại không ghi nhớ. Ngồi vậy đó. Rồi câu này các bạn biết làm không? Bởi vì mình có chữ broad here nè. Bước đầu tiên xác định cái gì trước? Bước đầu tiên xác định tân ngữ là chết rồi. Câu này thì gì? Quá khứ tại có quá khứ gì chứ? Làm sao biết? Broad đó là quá khứ của gì? Của bring. Rồi ok, bước thứ hai xác định gì? Câu này có mấy tân ngữ? Hai tân ngữ đó chẳng tân ngữ gì? Him và a big state. Và người chủ động là cái gì? Chủ động là gì? Mang cho anh ấy thì chắn chắn là chó mang hả? Nó phải là gì? Người mang thì biết người này là ai không biết cả. Được chưa? Thì chắc chắn là waitress đang là người. Được chưa các bạn? Đó ok ha. Nhưng mà trong cái câu bị động á, cái tân ngữ các bạn có còn quá là quan tâm quá là nhiều không? Cái chủ ngữ trong câu đề quá có còn quan tâm quá nhiều không? Không. Quan tâm thì tân ngữ để chuyển thành chủ ngữ thôi. Thì câu này có thể có mấy cách. Làm sao có hai cách? Có hai tân ngữ thì cách dễ nhất vẫn là gì? Rồi thì câu này là tân ngữ là gì? Đổi ra thành gì? Thì rồi thì gì nữa đây? Còn sao? He was, bởi vì quá khứ mà đúng không? He was. Rồi brought, cụ ba của nó gì? Vẫn là brought. Rồi gì nữa? Tân ngữ thứ hai là gì? Brought gì? Big state. Rồi người mà mang là ai? Phải có chữ by the wages. Thì các bạn thấy rõ ràng là mình đã xử lý một cái câu mà mình không biết nghĩ không? Nữa đâu có gì khó khăn. Rồi cách thứ hai thầy coi, cách thứ hai tân ngữ thứ hai là gì? A big stake. Rồi cái này là ít hay nhiều? Làm sao biết? Cho nên bản to be là gì? Was. Was gì các bạn? Brought. Brought gì đây? Brought gì? Các bạn nói tiếp thầy coi, tiếp tục. To him. To gì? Him. Vật đây thì phải có to him này ha. By the waitress. Rồi xong chưa? Rồi bây giờ phân tích thực vận. Waitress là người gì? Nhân viên phục vụ nữ các bạn ha. Waitress là nhân viên phục vụ nữ. Cái này là một người thôi nha các bạn. Đây là một người thôi. Mà lỡ nhiều người thì các bạn phải như đâu? Thêm mét hả? Không, nhiều người. Chỉ vì nhiều người nhân viên phục vụ nữ đi thì phải như đâu? Thêm mét hả? Thêm mét là 3 chữ S vậy hả? Thêm mét S bởi vì sao? Âm cuối cùng là âm gì? Âm gió. Một khi âm gió thì bạn phải thêm gì? ES. Được chưa? Trời ơi là trời. Rồi, bài tập hoàn chỉ stay là gì các bạn? Biết tết. Được chưa? Đó, học này stay là bò biết tết. Thì cái này là gì? Gà lít gì thầy coi? Cái người nhân viên phục vụ nữ đã mang cho anh ấy một miếng bò biết tết. Được. Rồi, có hai cách như thế này.
chúng tôi. Câu số 4. Rồi câu này chỉ còn xác định cái thì, quá dễ thì gì rồi các bạn. Mà sao biết? Approve chắc chắn rồi. Với lại thêm một cái nữa, có gì nữa? Last chắc chắn là quá khứ rồi. Được chưa? Rồi tân ngữ của nó sẽ là gì? Our content, không biết content là gì cả đó. Được chưa? Nhưng mà chắc chắn là tân ngữ thì đổi lại thành gì đây? Chủ ngữ. Our cottage. Rồi quá khứ thì to be của nó sẽ là gì các bạn? Was of world. Mà coi các bạn coi, coi chủ ngữ rất nhiều đây. Là sao biết? Không có S thì S. Được chưa các bạn? Thì là gì thôi? Was. Rồi động từ trong câu là gì? Broke. Broke là quá khứ của gì? Break. Vậy còn ba của nó là gì? Broken. Cái này quá dễ nha. Broken. Rồi còn từ gì tiếp theo nữa? Broken gì? Phải broken into chứ. Rồi cái này biết ai chưa? Somebody thì mình có biết lại by không? Không. Rồi còn nhưng mà cái cuối cùng là gì? Last Sunday. Nó biết từ vựng làm cũng được đúng không? Làm theo từng bước là được rồi. Hoặc các bạn khỏi biết từ cottage, từ đây không phải biết nhiều lắm, nhưng học lại cái từ break into. Break là gì các bạn? Break là gì mấy đứa? À, đập vỡ, phá vỡ, được chứ? Nhưng mà break into là gì? Ví dụ như là nhà bạn của thầy tối qua bị trộm nó. Break into là bị trộm cái gì đấy? Nó phá nhà. Các bạn phải dùng cái từ nào nó hay, động từ nào hay hơn. Trộm nó gì đây? Vào nhà. Đột nhập. Được chứ? Họ thấy cái break into đó chính là đột nhập. Đó, thấy chưa các bạn? Break into, đột nhập. Break into, đột nhập. Có gì là em sẽ coi thêm video ngày mai luôn nha. Khỏi con, chỉ con chép từ vựng thôi được rồi. Khỏi con chép lại những câu này. Bởi vì có đề rồi xong chép lại. Nói chung là cứ coi lại từ đầu gì thôi. Cũng khá là nhiều bài nha em. Nhưng mà con muốn gọi là đạt được điểm cao không? Không phải được điểm cao, gọi là đạt được cũng như là ổn trên trường không? Thì phải bây giờ, thôi. Từ đây tới lúc thì bà gọi là thi giữa kỳ 1 còn hình như có chưa tới 1 tháng nữa. Mấy tuần nữa? 3 tuần nữa là chưa tới 1 tháng á. Cho nên bắt đầu là ôn thi giữa kỳ luôn nha. Nhưng mà giữa kỳ 1 thì đề nó cũng vẫn khó, giống như năm ngoái đề giữa kỳ 1 nó vẫn khó nhưng mà. Cho nên chuẩn bị tinh thần là đề nó sẽ khó. Nên thật sự là các bạn học như vậy là thầy không có mộng mị gì đâu đó. Cứ lẹt đẹt chắc chắn là dưới 5 điểm thôi. Bởi vì đề thì nó khó lắm. Chứ bình thường mấy đứa lớp 9 mấy đứa tiếng Anh thường mấy đứa được mấy điểm? 8, 9 điểm luôn. Bình thường là ăn được mấy điểm? Ghê vậy luôn hả? Nhưng mà 6, 7 điểm nó cũng được ổn rồi đó. Nhưng mà sao được 6 điểm hay vậy? Là tự làm á hả? Ai dữ vậy ta? Rồi những bài đọc em tự làm như thế nào? Những bài đọc em có biết cách làm không? Được luôn hả? Ai dữ vậy trời? Nhưng mà chắc đa phần cũng lùi mà đúng không? Đó thấy chưa? Bình thường mấy điểm thân? Ồ dữ vậy luôn hả? Lên cấp 3 thấy chưa? Lên cấp 3 bữa giờ kiểm tra 5 phút sau rồi. Trời. Em chưa kiểm tra lần nào luôn. Còn Thịnh mấy điểm? Đâu phải không? Cho học thầy cho đã mà cũng có 5 điểm à. Nhưng mà đề thi nó ra cái gì mà có 5 điểm vậy? Từ luận bắt chia thôi đúng không? Thì nó dễ rồi. Nhưng mà sao mấy câu trắc nghiệm là có dạng là mới không? Dạ có dạng như là câu đồng nghĩa trắc nghĩa. Rồi ngày hôm nay là chưa kịp làm mấy câu đồng nghĩa trắc nghĩa, không biết kịp không con, thôi tiếp tục làm nữa thôi. Rồi câu số 5 thôi lẹ nè, để mình làm những câu đồng nghĩa trắc nghĩa. Yo, the teacher told them a funny story. Từ vựng dễ chưa? Từ vựng dễ rồi thì làm nhanh thầy nha. Yo, dịch thầy. Giáo viên. Câu chuyện mà sao mà nói được? Giáo viên kể cho họ một câu chuyện vui. Thì câu này chắc chắn có mấy thân ngữ?
coi như show chắc chắn là mấy con ngữ rồi nãy nói rồi. Hai được chứ, được chứ các bạn. Rồi thì con này tao ngữ đầu tiên là gì? Dâm thì đổi là thành gì mới đó? À dây, dâm chủ ngữ đổi thành dây. Rồi dây, rồi con này chắc chắn bước đầu tiên cái định thì gì đây? Làm sao biết? Show quá khứ thì dây thì phải là gì? Thì chết rồi em ơi, vừa mới nói quá khứ mà sao con này nó kỳ vậy ta? Đó lý do tại sao mà làm mà chẳng bao giờ mà đúng chân á. Các bạn thấy không? To be thì nó phải gọi là đúng một cái thì chứ. They gì đây? They were gì đây? Động từ gì đây? Cục ba của nó là gì? Sao luôn. They were told. Rồi gì nữa? Có tu không? Không, người là khoảng tu. A funny story. Rồi gì nữa? Story một chữ R thôi nha. By the teacher. Rồi cái thứ hai nhìn thầy. Tân ngữ thứ hai. A funny story. Rồi gì nữa? You were who I was. Làm sao biết? À, rồi, a funny story was told by the children. Rồi, by the teacher. Rồi, hai cách, đơn giản. Rồi những câu còn lại là những câu khó. Rồi câu số 6. The menu includes fruit juice. Rồi cái menu. Rồi các bạn coi fruit juice là gì? Nước ép trái cây. Thì cái menu cái gì nước ép trái cây? Cái menu cái gì đó nước ép trái cây. Các bạn vô đó đi, tập vô đó. Có thể là cái menu nó có nước ép trái cây được chứ? Đó thì các bạn nói bị động lại là gì? Nước ép trái cây được có trong menu hay được có bởi menu? Trong menu, cho nên cái mình được bởi đúng không? Không, cho nên các bạn gọi là phải, các bạn thấy đã thấy được sức mạnh của việc mình dịch chưa? Dịch ra thì các bạn mới dễ hình dung được chứ không? Thì câu này nói là cái việc là gì? Nước ép trái cây nó được có ở trong menu, ra chưa các bạn? Rồi thì câu này chắc chắn là phải xác định thì, câu này thầy gì trước? Không có dấu hiệu gì hết trơn. Nhưng mà thầy các bạn, thầy nói là không có dấu hiệu thì các bạn nhìn vào cái gì? Nhìn vào nghĩa hả? Nhìn vào cái gì? Động từ, không phải động từ là gì? Include, nhìn vào động từ là biết thì nào chưa? Thì gì? Hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn? Sao biết? Sao thầy mệt? Tại sao thầy mệt? Chọn số nhiều thêm s hả? Động từ nó thêm s là do chủ ngữ số. Bởi vì có mấy cái menu. Một thì xác định thì chưa? Rồi thì chia thầy coi là gì đây các bạn? Nước ép trái cây, fruit juice. Rồi nước ép trái cây, rồi bước thứ tiếp theo đó chính là xác định chủ ngữ ít nhiều. Ít hay nhiều đây? Rồi chia cho chắc nước ép trái cây là không được. Nước ép là không được các bạn ha. Mà không được là tôi mặc định là chủ ngữ sếp. Chủ ngữ sếp với tôi sẽ là gì? Xong được was. Ở hiện tại, được chưa? Is. Rồi động từ là gì? Include. Nhưng mà include bạn biết sao? Include như thế nào đây các bạn? Tiếp tục nữa. Giờ cái chữ include này nó ép đúng không? Vậy nguyên mẫu của nó là gì? Các bạn, nguyên mẫu của nó là gì? Include. Các bạn bỏ gì? Bỏ ép đi. Thì đang nguyên mẫu. Giờ không biết cục ba của nó là gì, các bạn chỉ còn thêm gì thôi. Đi đi là xong. Đây là nguyên mẫu nè. Include nguyên mẫu nè. Chỉ còn thêm đề vào xong. Rồi, nước ép trái cây nó được có ở trong menu, cho nên phải từ tiếp theo là gì, có được buy không? Phải là gì các bạn? In the menu. Hiểu không? Đó, cho nên phải dịch. Nhưng mà chỉ include gì là có nha các bạn, mà thầy dịch là gì? Cái menu bao gồm nước ép trái cây. Học này chỉ include là bao gồm. Người chú bạn thầy nha, include là động từ mang nghĩa là bao gồm. Rồi, câu số 7 là câu khó nè. Rồi, câu số 7.
không biết quá là nhiều từ vựng, thật sự là như vậy. Thì các bạn coi câu này chắc chắn thi gì trước, các bạn khác thì như thế nào, nhìn vô phải biết cái thi gì chứ, câu này chắc chắn thi gì, sao biết ghét chỗ nào, động từ gì, câu số 7 em, câu số 7 trời ơi, cậu em ơi, câu số 7 thì gì, tiếp diễn chỗ nào, động từ thêm yên rồi to be hay chết nào, tiếp diễn là chết rồi, mấy đứa có thấy thêm yên là tiếp diễn hả, tiếp diễn là khi nào, động từ to be rồi sao động từ phía sau chứ động từ phía trước làm gì Phước, động từ phía sau thêm yên mới tiếp diễn, mà cái này sau y nó cũng phải yên này phía trước mà đâu liên quan. Driving này chắc chắn là chủ ngữ, các bạn nhớ này, chủ ngữ nằm ở đâu, chủ ngữ nó sẽ đứng trước, đứng trước gì, chủ ngữ nó sẽ đứng trước gì, động từ, được chưa? Đó thì con này phải dịch nè, các bạn có biết careful không, careful là gì, careful là gì, giờ lớp 10 không biết careful là gì luôn hả, trời ơi là trời, careful thôi nè, trời ơi là trời, careful là gì, không biết luôn hả, em không biết luôn hả, mấy đứa không biết luôn hả, trời ơi, cẩn thận. Còn careless là gì, là không cẩn thận, mà không cẩn thận thì gì, từ hay hơn là gì, bất cẩn, được chưa? Rồi driving là gì, lái xe vậy, careless driving là gì, lái xe ẩu tả, cẩn thận, lái xe bất cẩn, là reason là gì, là gì, là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn, được chưa? Rồi sao nó mất rồi, tới giờ của nó rồi, thiệt chứ, tính mua tivi mà nhàn an nó giảm tới 200-300 sao mua trời, chết rồi, giảm phải giảm triệu luôn chứ. Chết rồi, học hả, trời ơi, ta nói nhà giáo hả? Kiếm được bao nhiêu đồng lương đâu mà bán gì mà nó hả, ác nhân gì không biết. Để em làm sao thuyết phục ba mẹ em đi, thôi thầy giỡn thôi nha, mua thì để thầy thì lựa ngày này thầy xuống thầy mua chứ đừng chịu, chứ đừng về nhà kêu ba mẹ ơi thầy con kêu phải giảm 1 triệu rồi mới cho được giảm, cái là chết nha, đừng nói vậy là chết nha mấy đứa, trời nó bị giật rồi mấy đứa ơi, chết rồi, chết rồi, mệt ghê luôn, không biết nó có lên không, sao hay bị vấn đề vậy ta, ta không hiểu lý do tại sao luôn. Quá dễ sợ. Thôi bây giờ em cứ coi bên cạnh thầy cho bạn Thịnh thầy đi. Thầy sẽ viết trên bảng. Rồi, thầy dịch lại thầy coi, cả lớp cùng dịch lại thầy coi. Cái gì đây các bạn? Cái việc lái xe bất cẩn là nguyên nhân gây ra như thế này. Rồi thì câu này nó lại là gì? Câu này nó có động từ không? Động từ nào? Rồi là chết rồi. Trời ơi, động từ, các bạn nhìn vào động từ trong con này chỉ có đúng một động từ gì? Rồi các bạn hiểu. Cái coi thầy nói các bạn động từ ở trong câu này là động từ nào, các bạn chỉ driving là chết rồi. Mặc dù thầy biết lái xe là động từ nhưng mà trong trường hợp này nó không phải động từ. Động từ là cái nào? Nó chỉ có đúng một động từ gì? Động từ gì? Nhìn vô mà mấy đứa vẫn không biết như thế là động từ. I love you thì động từ là gì? Lớp. Rồi gì nữa? She is my mother thì động từ là gì? Is. Ủa ghê, thì con này nó có động từ thường nào không? Nó chỉ có động từ gì thôi? To be. Nó có động từ ví dụ như là động từ include hay động từ to, động từ gì không? Không. Thì các bạn phải tìm ra thành động từ để tạo ra bị động. Bởi vì bị động thì phải có động từ cột mấy? Cột 3. Thì như các bạn nói là bằng tiếng Việt mà nó ra bị động này thôi. Vậy câu này tân ngữ là gì?
các bạn dịch lại này coi, cái việc lái xe ẩu tả là nguyên nhân gây của nhiều tai nạn, thì câu này tăng nữa là gì? Tăng nữa là gì? Nhưng mà chị thôi, các bạn dịch dịch bằng tiếng Việt thầy đi, dịch bằng tiếng Việt mà nó có bị động thầy, có chuẩn bị đây thầy coi, dịch thầy coi, nó có hai từ, nó có ba từ, cái việc lái xe ẩu tả, nguyên nhân, rồi sau đó là tai nạn. Thì bạn nói lại là gì? Bằng tiếng Việt cho thầy coi. Như vụ tai nạn chứ thầy lộ. Bạn nói sao bằng tiếng Việt thầy coi. Nó phải có từ bị ở trong. Tập là anh tập suy nghĩ thầy coi. Nguyên nhân bị là sao? Nói tiếng Việt cho nó phù hợp chứ. Em thử nói thử coi. Có bị của thầy nói chữ bị đâu, bị đồng có cái chữ bị chứ. Dễ mà mấy đứa có ba từ bạn đủ bạn đủ bằng tiếng Việt. Thầy phải cho bạn phải tự ra từ gọi là mình tự đoán thầy coi. Chứ giờ thì không ai giúp đỡ mấy đứa hết. Thầy đã gửi mấy đứa là gì? Dịch một câu bằng tiếng Việt từ vựng đã cho sẵn rồi. Tự tạo ra một câu bằng tiếng Việt còn có từ bị ở trong. Cái gì? Chứ bị nó phải ngay đứng giữa với thầy chứ. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy cái nào làm chủ ngữ đấy. Bây giờ cái kia là cái nào nó gọi là gây ra rồi, cái tác động gây ra rồi là cái sự lái xe bất cẩn đúng không? Thì mình không còn làm lấy nó làm chủ ngữ nữa, thì lấy các bạn lấy chuyện nguyên nhân hoặc là cái nhiều vụ tai nạn. Bây giờ cái nguyên nhân gì? Nguyên nhân bị tai nạn. Được không? Nó có ra động từ nào? Nó, các bạn phải tìm ra có bị động và có một cái động từ ở trong đó. Vậy các bạn thầy cho cái gửi các bạn cái chủ ngữ là nhiều cái vụ tai nạn rồi đó, thì nó lại là gì? Nhiều vụ tai nạn như thế nào? Bị gì? Bị cái gì đó? Cái việc lái xe ẩu tả hoặc là đường cũng được. Sao mà dở với người ta? Nhiều cái vụ tai nạn được gì hoặc là bị gì? Bị cái gì đó bởi cái việc lái xe bất cẩn. Thầy đang nói tiếng Việt thôi, thầy bắt các bạn tìm một từ tiếng Anh, thầy bắt các bạn tìm một từ tiếng Việt thôi, mấy đứa dở quá. Nó bị xảy ra, có ai gọi là bị xảy ra không? Nó bị cái gì bởi cái sự gọi là lái xe bất cẩn. Hồi nãy lúc mà mấy đứa dịch chủ động là mấy đứa nói ra hai cái từ đó rồi đó. Bị gì? Các bạn dịch lại câu đề lại thầy coi. Các bạn dịch lại câu đề lại thầy coi. Bất cẩn là nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nãy các bạn nói cái từ gì nữa? Nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn thì nói ngược lại là gì? Nhiều vụ tai nạn bị gây ra bởi cái việc lái xe bất cẩn ra chưa? Cho nên các bạn nhớ, các bạn phải lúc mà các bạn dịch tiếng Việt các bạn đổi chủ ngữ với thầy. Đừng tự nhiên các bạn cứ khăng khăng các bạn chọn cái chủ ngữ là khi, gọi là cái việc lái xe cậu lã làm gì? Mà bây giờ bị động rồi phải chuyển lại với thầy chứ. Mới tự nhiên cứ gọi là khăng khăng phải là cái chủ ngữ đó làm gì? Là các bạn vẫn chưa có sự linh hoạt. Được chưa? Đó, thì nó là cái việc là gì? Cái việc lái xe nhiều cái vụ tai nạn thì biết là câu này thì gì trước giùm thầy? Câu này thì gì trước? Nhìn vô câu đề chứ đừng nhìn vào thầy. Thầy gì? Làm sao biết? Thầy nói bạn nó không có dấu hiệu thì các bạn nhìn vào cái gì? Nó không có dấu hiệu thì nhìn vào cái gì? Làm sao bạn biết cái thì cho nãy giờ nói hoài mấy đứa chứ sao kỳ vậy? Nếu mà không có dấu hiệu thì các bạn nhìn vào được, các bạn xác định cái thì là nhìn vào cái gì? Nhìn vào động từ trong cái này, động từ là động từ nào? Is. Thì is nó chắc chắn là thì gì? Hiện tại, cụ thể hiện tại gì? Hiện tại đơn giản không có gì đâu mà khó khăn. Rồi, đó là coi nhiều vụ tai nạn. Many accidents. Rồi, cái này hiện tại đơn. Thì bị đồng và có bi, thì bi của nó là gì đây? Hiện tại đơn bi của nó số nhiều năng là gì? Nó ít là nhiều, nhiều vụ tai nạn ít là nhiều. Many nè, chắc chắn của vụ số nhiều, đếm được. Chắc chắn tô bi của nó sẽ là gì? R. Rồi, cái khó đây chính là tìm cái động từ gây ra. Các bạn nhớ bị động là phải có to be và động từ cục ba. Mà trong cái đề nó có động từ nào không? Ngoài động từ to be? Không. Các bạn phải tìm thay động từ gây ra. Từ gây ra từ gì? Lớp 9 là phải biết rồi đó. Lớp 9 là các bạn đã học rồi đó. Đó chính là từ cause.
Mà mục 3 thì bạn hỏi thêm gì đây? Để cost. Được chưa? Được gây ra gì các bạn? Nó bị gây ra. Bị gây ra gì? Bởi bởi gì? Cái việc lái xe bất cẩn, careless driving. Được chưa? Thì nhớ thầy học thêm từ vựng cost là mang nghĩa là gì đây? Cost. Từ loại của nó là từ loại gì? Giá từ động từ tính từ trạng từ. Gây ra nãy thầy nói các bạn cái này ra từ loại là gì? Động từ mang nghĩa là gì? Gây ra. Còn danh từ của nó sẽ mang nghĩa là nguyên nhân. Thì nguyên nhân nó sẽ đồng nó đồng nghĩa với từ gì trong đề? A reason. Biết phải không? Câu này khó không? Khó. Đối với các bạn. Được chưa? Nhưng mà thầy nghĩ cái mấy đứa trên đường bắt là mấy đứa trên đường bạn bè mấy đứa có thể làm được đó nha. Cả lớp hiểu được chưa? Đó, vậy cho các bạn hiểu tường tận như vậy. Thầy nhắc lại, các bạn tạo câu á, bài này là bài gì? Câu bị động. Mà câu bị động thì nó phải thỏa gì? Be. Động từ 3. Mà câu đề nó không có động từ sẵn với các bạn thì bạn phải tự tìm, tự mò làm sao để cho nó có động từ. Được chưa? May accidents are caused by careless driving. Các bạn nhớ thầy một vấn đề. Hồi nãy thầy hỏi trong câu này động từ là gì, các bạn kêu chữ driving là chết. Không được. Driving đang là gì mấy đứa biết không? Trong câu đề là chủ ngữ đúng rồi. Mà chủ ngữ bản chất của nó sẽ là gì? Từ loại gì? Chủ ngữ bản chất của nó sẽ là gì? Chủ ngữ là động từ được không? Chủ ngữ chỉ có thể là gì? Danh từ thôi. Cho nên driving này đang là gì? Danh từ. Được chưa? Nhưng mà thầy các bạn nhớ là hồi hè là cái vậy đó, chính là danh động từ chứ. Nó là mấy đứa bị quên đó. Được chưa các bạn? Đó cái phần danh động từ hơi tính xong. Giờ nói mấy đứa lan man, mấy đứa sợ mấy đứa không hiểu. Thôi, chào bớt ra chào. Tiếp tục thầy câu số 8. Water covers most of the earth's surface. Rồi câu này từ vựng là chịu thua luôn á. Rồi, bước đầu tiên xác định từ gọi là nước cái gì đó. Thật sự là không có từ vựng gì hết trơn. Rồi, nhưng mà vẫn làm có thể làm được, các bạn từ từ làm cho thầy nha. Rồi bước đầu tiên xác định gì trước? Thầy gì? Sao biết? Cover thầy mẹ. Câu này chắc chắn là nó có động từ gì? Cover. Được chưa? Rồi. Vậy câu này tìm cho thầy tâm ngữ. Tâm ngữ là gì? Tâm ngữ là gì các bạn? Tâm ngữ là gì? Tâm ngữ là gì? Tìm vô trong đề chữ bản. The earth surface, và các bạn chỉ mô các bạn bỏ đâu, chỉ mô học các bạn bỏ đâu. Là tân ngữ là gì? Tân ngữ là sau chủ ngữ á. Most of the earth surface. Thật sự các bạn không thể lúc nào là bình thường là nãy giờ thầy dạy các bạn là trên tinh thần các bạn không biết nhiều từ vựng đúng không? Nhưng mà có phải lúc nào cái cách mà cái mẹo thầy hướng dẫn bạn lúc nào nó phù hợp không? Không. Cho nên để mà kiểu như là các bạn có thể tự làm được mà nó chắc cú á, là phải có từ vựng. Mà các bạn không có từ vựng cái là ngẫm. Được chưa? Rồi thì câu này tâm ngữ của nó là gì các bạn? Most of the earth surface. Thì quăng nó lên làm gì? Chủ ngữ. Giờ các bạn đã biết nghĩa đâu. Rồi nhưng mà các bạn có thể dự đó câu này đang chủ ý rất nhiều. Ít hay nhiều? Thì sao biết? Ép chỗ nào? Nó phải ép mà em. Nó phải ép mà. Đúng không? Đó, nó phải ép mà sao mà được. Nó phải ép. Phải ép là do sở hữu cách chứ có phải là do số nhiều không mấy đứa? Ồ, thấy chưa? Là chết rồi. Mấy đứa thấy không? Là mấy đứa học chưa có chắc một chút nào luôn. Mà trong khi gọi là cái từ, cái dù mà sở hữu cách thầy dạy trong hè chưa? Rồi. Đúng không? Mà vô năm cũng có dạy lại không? Còn. Mà bảo chưa nhận ra những món lên này. Thầy nhắc lại, phải ép là do gì các bạn? Phải ép là sở hữu cách. Có liên quan gì số nhiều xếp gì không? Không. Dạ chưa? Đó, không biết nghĩ cái là câu này là mơ hồ luôn. Nhưng mà kệ. Most of the earth surface, đó chắc chắn là chủ ngữ số gì? Nó có chủ nào thêm S đi S không? Không, thì chủ ngữ số S to be sẽ là gì? Bởi vì thì hiện tại đơn cho to be sẽ là Y, chủ ngữ shift mà. Rồi, động từ là gì? Cover, các bạn cho nó nguyên mẫu trước là các bạn bỏ cái gì? Chữ S rồi sau đó cục ba của nó là gì không biết thì như nào? Thêm đi. Thì is cover thêm đi, rồi gì nữa? By water. Các bạn phải biết gì về Earth chứ, Earth thì gì mấy đứa? Trái đất. Rồi, bắt đầu dự đoán nghĩa.
nước cái gì đó trái đất. Nước cái gì đây? Nước gì trái đất? Nước là cội nguồn trái đất hay ghê vậy con? Nước cái gì? Giờ nước gì? Các bạn dự đoán thử coi. Bây giờ thầy chỉ dự đoán sơ sơ thôi. Nó phải có động từ trống, nó phải có động từ không ở trống, ở trống chứ. Không chỉ là đâu, trong có đề đâu có chỉ là đâu, là chỉ là. Thầy cho các bạn chỉ cover là chiếm. Nước chiếm cái gì trái đất? Vậy chỉ số về cũng như đó nghĩa cái gì của trái đất? Nước nó chiếm toàn bộ, nước mà chiếm toàn bộ, vậy chiếm toàn bộ là con ở dưới biển rồi con. Nước chiếm toàn bộ không? Mà nó sẽ chiếm mô sọc là nó chiếm gì? Cụ thể một phần gì? Phần lớn, được chứ? Thì nước nó chiếm phần lớn bề mặt trái đất là tập dự đoán nghĩ được chưa? Nó phải như vậy. Được chưa? Thì học thầy động từ cover, động từ mang nghĩa là gì đây ghi chú không? Chiếm v nha các bạn, v động từ là v đó, chiếm most of là gì? Phần lớn hoặc là hầu hết, most of hầu hết phần lớn, và surface là gì? Bề mặt. Chữ S là phải biết rồi đúng không? Trời ơi, mấy đứa ơi. Đó, đề thi nó sẽ ra kiểu đó luôn đó. Mà không có thầy thì làm sao mà ấy được. Thầy hỏi thì mấy đứa trên trường giáo viên có kiểu phải dạy mấy đứa như vậy không? Phải rặt mấy đứa như vậy không? Rồi, câu số 9 cuối cùng nè. Giờ thầy coi. Can. Rồi, is going to là gì? Các bạn phải is going to nhanh gọn là gì các bạn? Sẽ. Can sẽ cái gì một buổi tiệc lớn? Có thì phải biết chứ đúng không ạ? Can sẽ gì một buổi tiệc lớn? Có thể là tham gia một buổi tiệc lớn at tại cái apartment là từ gì? Cái căn hộ của anh ấy vào tuần sau. Thì nó là tiếng Việt là gì? Con này thì gì trước? Nó có be going to đúng không? Con này chắc chắn chim be going to. Cái thứ hai xác định cái đó chính là giữ bằng tân ngữ gì? A big party. Lại nhớ tân ngữ đứng sau gì? Động từ. Động từ show chắc chắn tân ngữ phía sau nó. A big party. Rồi chơi thì quăng a big party lên trước giùm thầy ha. Rồi thì hiểu hôm nay là Ken. Ken sẽ tham gia. Tự nhiên gọi là ở cái căn hộ anh ấy mà anh ấy tham gia. Thì Ken nó phải gì? Tổ chức chứ, đúng không? Thì nhớ thầy Ken nó sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn tại căn hộ của anh ấy vào tuần sau. Thì nó là tiếng Việt là gì? Một buổi tiệc lớn sẽ được tổ chức tại căn hộ của anh ấy là của ai? À, tại căn hộ của Ken bởi anh ấy vào tuần sau. Đây chưa? Rồi thì con này các bạn sẽ biết là như thế nào đây? Cái bài như thế này các bạn. Nói thầy coi. A big a party. Rồi gì nữa? Is going to bị động thì phải xuống gì? Một ba của nó là gì? Throw vô biết nghĩa của nó đi. Nhưng mà bằng nghĩa của ba của nó là gì? Đúng rồi. Ví dụ này theo nó chỉ show nhớ. Cuộc ba của bạn thế. Ờ à, cuộc ba của nó thế nữa thì đây có chữ O U W chứ? Thế nữa. Hiểu không? Có thể lần đầu tiên các bạn gặp nhưng có thể dự đoán được như vậy. Hiểu không mấy đứa? Rồi, nó giống như từ nâu. Giờ không biết cuộc ba của nó là thôi thì như nào các bạn? Không được hả? Được chứ? Đó, nó phải như vậy, các bạn phải lăn như vậy cho thầy. Rồi, going to be thrown. Địa điểm trước thầy. Chỗ nào các bạn? At. Nếu các bạn nói là at his apartment là không biết của anh ấy là hết trơn á, là các bạn phải nói là gì đi? Tại cái căn hộ của người ta đang cho nên câu này các bạn phải sử dụng gì? Sổ cách cho nên cái gì trước? At Ken phải như nào? Phải at apartment. Gì nữa các bạn? By his hả? By sau nó phải tao nữa by him hay chứ? By him next week. Đấy chưa? Đó, tại giải thích thì nó vô cùng đơn giản mà vô đề thi một cái là Thịnh nó hay cười ghê trời. Cho em cầm ngậm cái chai nước hết cười nha. Rồi ráng làm thêm vài câu nữa ngày em lên học trễ.
Thôi, ráng làm hết 4 câu luôn. Có làm gì nữa không? Không, thì học hết với thầy đi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm hai dạng câu. Lớp 9 các bạn cũng đã gặp rồi, đó chính là tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Rồi, closest nó là gì các bạn? Đồng nghĩa. Còn opposite là trái nghĩa. À, thử cho thầy nha. Vô. We should adopt. Những cái từ này chắc như vậy rồi nè. Adopt là gì mấy đứa? Áp dụng cũng được nè. À, chọn theo hả? À, cũng được. Giáo giáo viên dịch là theo đúng không? Cũng ổn. Rồi chưa? Rồi thì các bạn học thầy cái từ adopt nha. Rồi cái chú thầy cho adopt. Nghĩa đầu tiên, nghĩa đen của nó đó chính là nhận con nuôi. Nhận con nuôi. Hiểu chú không? Adopt. Nhớ bạn tính thêm mấy đứa. Adopt. Adopt. Này chưa? Rồi, các bạn nhớ vào phát âm. Không bữa giờ là chưa ôn cái phần phát âm các bạn ha. Adopt. Nó sẽ phiên âm như là đây. Âm này là âm ờ là âm gì? Ơ. Ơ. Đó là âm o. Đây là âm o, đây là âm ơ, đây là âm o. Từ này nhắn vào thứ mấy? Hai, quẹt ở đây. Adopt. Ok ha. Nhắc lại nghĩa là nghĩa đầu tiên là gì? Nhận làm con nuôi. Nghĩa thứ hai đó chính là mình theo, được chưa? Hoặc là đón nhận. Theo hoặc là đón nhận. Rồi bây giờ các bạn dịch cho thầy coi. Cả lớp cũng dịch thầy câu này. Chúng ta nên theo hoặc là đón nhận một cái lối sống xanh hơn bay. Bởi hả? Ngoài chữ bay còn mang nghĩa là bởi thầy nói các bạn, còn mang nghĩa là gì? Bắn. Rồi nói rồi mà. Bằng cái việc đó chính là gì? Bằng cái việc turning off là bằng cái việc gì? Turn off là gì? Không biết gì turn off là gì luôn hả? À, tắt. Tắt cái gì? Household appliance trên trường dạy học rồi. Đó chính là thiết bị trong gia đình. Được chưa các bạn? Đó. Ok ha. Rồi thì câu này chắc chắn chọn thầy có gì cái nào theo thôi, cái nào quá dễ. Thêm có theo dõi rồi đó các bạn á, thì cái nào theo dõi rồi. Follow, được chưa? Follow, đọc như vậy là chết nha. Đọc cái gì? Follow. Trời ơi là chết. Có gì nghe follower chưa? Hay đọc là follower? Rồi, follow, chết luôn. Follow, nhắn vào thứ mấy? Có bây giờ em nói thứ 1 không? Âm thứ nhất là sao mấy đứa hay thứ 1 là gì? Chứ chị Nhiếp nói là thứ 1 hả? Âm thứ nhất, âm thứ 2, ai nói là thứ 1? Được chưa? Rồi, học thầy câu A. Appear. Appear là gì? Không biết nghĩ chứ appear luôn là thầy cắn lưỡi luôn đó mấy đứa. Học rồi mà. Xuất hiện. Mấy đứa học xong mấy đứa quên hết rồi mấy đứa ơi, chắc thầy chết quá. Câu C, leave hay gì mấy đứa? Rồi, quá khứ của leave phải gì? Ghi chú vào trong cuối vở, leave quá khứ và cụ ba của nó là gì? Left. Rời đi, rời khỏi. Leave, left. Rời khỏi. Nhớ viết xong viết nghĩa này luôn, rời khỏi. Hoặc là nghĩa thứ hai, để lại. Rời khỏi hoặc để lại. Rồi tiếp tục hôm nay. Câu D, eliminate. Trên trường có từ này không ta? Học này đó mang nghĩa là loại bỏ. Eliminate, loại bỏ. Nó sẽ đồng nghĩa từ này sáng học hôm nay. Remove, loại bỏ. Loại bỏ, loại trừ rồi đó. Loại bỏ, loại trừ. Sáng học một số luôn từ từ luôn nè.
get rid of, loại bỏ. Học thêm cái hai luôn, đồng nghĩa. Thêm một từ nữa luôn. Dispose. Cái này phải dịch thêm nữa, chứ là vứt bạn ha, vứt. Học thêm đi. Bởi vì đây là một số từ nó liên quan vấn đề về môi trường các bạn ha, học luôn cho thầy. Nếu mà vứt nó sẽ đồng nghĩa từ gì là vứt các bạn? Mới học á. Throw. Được chưa các bạn? Hồi nãy thầy học chữ throw a party là gì? Có vật gọi là vứt một buổi tiệc không? Throw a party là gì? Tổ chức một buổi tiệc, nhưng mà trong trường hợp này nó đồng nghĩa với throw là vứt các bạn ha. Nhớ thầy. Throw. Rồi, viết vào trong vở thầy để vở xong. Quá khứ của throw là gì? Không phải tên D đâu nha. O thành E, cục 3 của nó là throw. Tương tự như là chữ no đúng không bạn ha? No, quá khứ của 3, quá khứ của nó là new. Cục 3 của nó chỉ còn thêm no. Nhắc lại thì appear là gì mấy đó? Appear, xuất hiện. Leave, quá khứ của 3. Left, mang nghĩa là gì? Rời đi hoặc để lại. Eliminate, loại bỏ, xóa sổ, đồng nghĩa một luôn như đây. Được chưa? Rồi, câu số 2 cho thầy. Leader, cái này trường đã dạy rồi, leader là gì? Rác, được chưa? Thì cái nào là rác? ABCD, câu nào là rác các bạn? Thì chắc là câu D, trash, là rác rồi. Một số từ đồng nghĩa với rác là gì? Garbage. Từ thứ hai đó chính là rubbish. Học cái này luôn. Garbage hoặc là rubbish. Đồng nghĩa vào. Rồi về phân tích từ vựng. Ghi chú vào các bạn hai từ này đồng nghĩa ha. Trash đồng nghĩa với garbage, đồng nghĩa với rubbish. Ba từ rác đó. Leader cũng là gì các bạn? Rác, và nhớ rác là danh từ không đến được. Rồi các bạn dịch thầy nha. Các bạn coi nè, có to be are rồi động từ thêm đi thì nhiều khả năng câu này đang thể gì? Bị động. Cho nên là học sinh, những học sinh được hỏi hả? Không được. Nhiều học sinh được gì? Giải buộc thì các bạn dịch từ á sau nha, tính sau. Là những học sinh cái gì đó pick up nãy đó, pick up chưa là gì? Nhớ không? Pick up tại cái sân bay ấy, học xong là quên sao? Đón, nhưng mà đón rác là cái gì? Chọn rác là cái gì? Nhặt rác, lụm rác. Rồi chơi cho em pick up ghi chú ở thầy đó chứ là gì? Nhặt. Được chưa? Chữ pick up đó, hồi nãy đồng nghĩa với gì các bạn? Đó chính là đón đúng không? Thì viết thêm nghĩa đó chính là gì các bạn? Nhặt. Pick up. Rồi, học sinh cái gì đó? Nhặt rác ở đâu? On the ground là gì các bạn? Trên. Trên sân, trên đất. Được chưa? Nhớ thầy ground là mặt đất đó các bạn. Thấy gì ground chưa? Mặt đất, trên mặt đất. Thì các bạn giữ đó thầy coi. Thì học sinh là cái được cái gì? Nhặt rác ở trên sân. Là bị gì? Bị bắt cũng được, đúng không? Cụ thể trong ask này được yêu cầu. Chứ ask ngoài mang nghĩa là hỏi, nó còn mang nghĩa là yêu cầu. Ghi chú hả cho? Yêu cầu. Rồi, phân tích vựng. Câu A. Carbon footprint là gì bạn? Dấu chân carbon là như thế nào? Giáo viên giải thích trường chưa? Giải thích cho dấu chân carbon là như thế nào? Giải thích chưa? Giáo viên gì nói dấu chân carbon là những hỏi hả? Ngồi vậy? Dấu chân carbon là như nào, ai hiểu? Làm ít nhất giáo viên trên trường của họ có giải thích không? Không ai giải thích luôn. Là gì? Vậy gọi là giải thích cặn kẽ cho mấy đứa cho mấy đứa hiểu chứ. Đầu tiên footprint là gì các bạn? Dấu chân. Dấu chân carbon là như nào? Phân tích. Giờ chắc chắn là các bạn đi bất cứ nơi đâu, dù các bạn mang dép hay không,
thì ít nhiều các bạn sẽ luôn để lại dấu chân. Đó chính là cái nghĩ đen thôi nha các bạn ha. Đó, đi đâu các bạn để cho gần, ví dụ như là thầy mang giày, thầy có để lại dấu không? Có chứ, mặc dù mang dép vào trong nhà nhưng chắc chắn cũng phải ít nhiều phải để lại dấu, được chưa các bạn? Đó, cái đó là cái chắc chắn anh cũng phải hiểu được. Để lại thì có từ để lại là từ gì? Mới học luôn. Để lại, từ nào để lại? Từ gì? Đọc tiếng Anh ra. Leave. Vừa mới học không? Đó. Ok ha. Rồi, thì giống như là cái việc là gì đây? Bạn làm bất kỳ cái việc gì nó cũng thải ra khí oxy. Bạn làm bất kỳ cái việc gì bạn cũng thải ra khí oxy. Ví dụ bạn làm gì? Thở là thải ra khí oxy, rõ ràng chưa? Mà khí oxy thở ra gọi là khí CO2. Phải, xin lỗi. Mà CO2 là có gì trong? Carbon. Bạn làm bất kỳ cái việc gì các bạn luôn thải ra khí carbon. Ví dụ nội cái việc bạn không thở thôi, các bạn ăn là các bạn có thải ra khí oxy không? Có. Nó sâu xa hơn đó chính là gì? Thịt mà các bạn ăn á là bắt nguồn từ động vật, đúng không? Mà động vật thì để nuôi động vật á thì kiểu như là nó phải thải ra phân, mà phân cũng là một cái nguồn của khí CO2, được chứ? Cho nên các bạn làm bóc, hoặc là các bạn mua những cái này, các bạn mua điện thoại đi, rồi sau đó bạn mua bất kỳ cái thứ gì nó có liên quan về cái việc thải CO2 không? Có hết. Là đi sâu xa vào trong cái quá trình mà sản xuất điện thoại á, thì chắc chắn cũng phải thải ra khí chứ, hiểu được không? Cho nên bạn làm bất kỳ cái việc gì bạn cũng thải ra khí CO2, mà khí CO2 là carbon. Nó tương tự như là cái việc bạn đi đâu bạn cũng để lại dấu chân. Tưởng tượng được chưa các bạn? Là như hiểu như thế nào gọi là dấu chân carbon chưa? Để hiểu được là cái việc thải ra khí CO2. Phải giải thích như vậy là các bạn này hiểu hết chưa? Đó là như vậy, được chưa? Rồi, câu B này, energy là gì bạn? À, đó chính là năng lượng, được chưa? Rồi, năng lượng cũng được. Rồi, và cuối cùng C, decision là gì? Học này, decision nó mang nghĩa là danh từ nha, đây là danh từ, nó mang nghĩa là quyết định. Quyết định. Động từ của nó là chữ design. Đây là động từ quyết định các bạn ha. Đây là động từ quyết định, ghi chú vào đây. Design, động từ quyết định. Rồi học thêm một số từ. Thải ra. Emit đồng nghĩa với give off. Rồi biết là thải ra. Thải ra. Cái thứ hai, cắt giảm. Hình như chúng tôi cũng vậy các bạn, cut down on rồi đúng không? Cut down on đồng nghĩa với giảm là có từ reduce. Đó chính là cắt giảm. Ghi chú vào hết. Rồi, biết tới đó thì như vậy là được rồi. Cắt giảm. Nhắc lại thầy, emit là give off là gì? Các bạn thải ra, được chưa? Thải ra khí đó các bạn. Cắt down on đồng nghĩa reduce, đó chính là cắt giảm. Rồi, ngày hôm nay vừa ôn lại ngữ pháp bị đọc, vừa học từ vựng.